trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1214. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. mở đầu là phần lượt thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua quốc hội hoa kỳ chuẩn bị tranh luận về hiệp ước hạt nhân với iran tổng thống hoa kỳ tiếp quốc vương saudi arabia tại tòa bạch ốc donald trump ký giấy cam kết thề trung thành với đảng cộng hòa hình ảnh cậu bé chết đuối gây phẫn nộ khắp châu âu chiến hạm trung quốc lần đầu tiên xuất hiện ngoài khơi alaska Nhật thất vọng về bài diễn văn của Tập Cận Bình. Tội ác chiến tranh gia tăng tại Syria và sau cùng là nghi phạm vụ xả súng giết cảnh sát không được tại ngoại. Sau đây là phần tin chi tiết, tin hoa thịnh đốn. Hiệp ước hạt nhân quốc tế với Iran sẽ là đề tài thảo luận chính tại quốc hội khi các nhà lập pháp trở về sau một tháng nghỉ hè vào tuần tới. Tổng thống Barack Obama đã quy tụ đủ hậu thuẫn của đảng dân chủ dành cho sự thỏa thuận để có thể duy trì việc phủ quyết một cuộc biểu quyết không chấp thuận của viện lập pháp do đảng cộng hòa lãnh đạo nhưng không đủ số phiếu để ngăn nghị quyết được để trình lên tổng thống. Chủ tịch hạ viện ông John Boehner của đảng cộng hòa cho biết sẽ làm mọi cách có thể làm để ngăn chặn thỏa thuận này. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thì cho rằng thỏa thuận đó rất khó thuyết phục. Đa số nghĩ rằng đây là vấn đề rất nan giải. Các nhà lãnh đạo ở cả hai viện quốc hội dự đoán thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ vấp phải thất bại lúc ban đầu. Tổng thống Obama đã hứa sẽ phủ quyết mọi nghị quyết không chấp thuận hiệp ước. Tính đến tuần này, đã có đủ túc số thành viên Dân Chủ loàn báo sự ủng hộ của họ để bảo đảm rằng việc ông phủ quyết được duy trì ở Thượng viện và hiệp ước bắt đầu có hiệu lực. Thượng nghị sĩ Chris Coons thuộc đảng Dân Chủ nói, tôi bỏ phiếu tán thành thỏa thuận bởi vì đó là cơ hội khả tín nhất của chúng ta để lãnh đạo một cộng đồng toàn cầu trong việc ngăn chặn mối đe dọa có thật. Một số người ủng hộ thỏa thuận hy vọng sẽ tránh được toàn bộ biện pháp của Thượng viện, nhưng hiện đang thiếu số phiếu để ngăn chặn việc cứu xét một nghị quyết bất tán đồng. Các đảng viên chủ yếu trong đảng Cộng Hòa rất bực bội trước điều họ coi là một nỗ lực bịt miệng quốc hội. Thượng nghị sĩ Bob Corker của đảng Cộng Hòa nói có lẽ không có vấn đề địa lý chính trị nào lớn hơn mà thế giới ngày nay phải đương đầu so với việc ngăn chặn một nước Iran có vũ trang hạt nhân và chúng ta có nghĩa vụ đối với người dân Mỹ phải tranh luận một cách thấu đáo và chính chắn. Những người khác nhận thấy giá trị của việc tránh né một thủ tục đã phơi bài những sự chia rẽ chính trị trong nước về một thỏa thuận có tầm vóc quốc tế quan trọng. Ông Norman Eisen thuộc Viện Brookings New nhận xét có bình luận cho rằng việc ngăn chặn thủ tục chấm dứt tranh luận nhanh và ngăn chặn việc biểu quyết là điều vô ích. Có câu hỏi được nêu ra Tại sao lại dựng lên một bi kịch lớn khi biết rằng thỏa thuận dù gì cũng sẽ được thông qua? Có một số nhà lập pháp chưa thông báo lập trường, như Thượng nghị sĩ Ben Cardin thuộc Đảng Dân Chủ nói, đây là một trong những quyết định khó khăn hơn mà Quốc hội và chính tôi đã phải thực hiện. Một quyết định gây ra rất nhiều cảm xúc. Một cuộc biểu quyết tại Hạ viện có thể diễn ra ngay trong tuần tới, thảo luận công khai dự đoán sẽ gây nhiều tranh cãi và soi nổi hơn bất cứ vấn đề nào khác tại Quốc hội trong những năm gần đây. Tin Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chào mừng quốc vương Men của Saudi Arabia tới thăm Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Nhà lãnh đạo Saudi Arabia tới Mỹ trong chuyến đi thăm đầu tiên của ông tại Hoa Kỳ mang theo những lo ngại của ông về chiến tranh ở Iraq, Yemen và Syria và về cách cư xử của Iran tại trung đông lần sau cùng tổng thống Obama gặp quốc vương Salman là vào tháng giêng năm nay tại Saudi Arabia cuộc họp hôm thứ sáu tại tòa bạch ốc diễn ra tiếp theo sau một hội nghị thượng đỉnh khu vực trong đó tổng thống Obama đã dành thời gian để thuyết phục các nhà lãnh đạo thuộc hội đồng hợp tác vùng vịnh và trấn an bất cứ quan tâm nào về việc làm trung gian điều giải để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Các cuộc thảo luận hôm thứ Sáu tập trung vào việc tăng cường hợp tác an ninh với Saudi Arabia để xây dựng khả năng của nước này trong việc đối phó với mối đe dọa tiềm năng từ Iran, nhưng không nhất thiết là qua việc cung cấp các hệ thống vũ khí quy ước, quy mô lớn gây nhiều tranh cãi. Tình hoa tình đốn, nhà tỷ phú Donald Trump vừa ký giấy cam kết không ra tranh cử với tính cách độc lập nếu không được đề cử đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2016 theo tin của Guardian trong một cuộc họp báo hôm thứ năm có đoạn ông Trump loan báo tôi nguyện hoàn toàn trung thành với Đảng Cộng Hòa và tuân theo nguyên tắc bảo thủ của đảng ông Trump nói thêm tôi không có ý định đổi ý nửa chừng cũng như không có bất cứ tình huống nào có thể khiến tôi thay đổi lời cam kết đó. Ông bày tỏ sự hài lòng rằng các đảng viên cộng hòa trên toàn quốc đã đối xử công bằng với ông. Nội dung bản cam kết viết: "Tôi, Donald Trump, cam đoan rằng nếu tôi không được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh cử ghế tổng thống hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi sẽ ủng hộ người được đề cử. Bất kỳ người đó là ai, tôi cũng cam đoan không tìm cách trở thành một ứng cử viên độc lập." hay tự ý ghi thêm tên vào giờ chót hoặc nhận sự đề cử của bất cứ một đảng nào khác trong cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên đảng cộng hòa hồi tháng trước ông trump từ chối không từ bỏ ý định ra tranh cử với một đảng thứ ba giả sử ông trump không được bên cộng hòa đề cử và quyết định tiếp tục chạy đua vào tòa bạch ốc với tính cách là ứng cử viên của một đảng thứ ba ông sẽ gặp phải một số khó khăn cần phải vượt qua theo luật gọi là short loser của một số tiểu bang. Một ứng cử viên khi đã thua phiếu bầu cử sơ bộ ở cấp tiểu bang thì sẽ không còn được quyền tiếp tục tranh cử tiếp nữa dưới bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, việc này chưa thấy xảy ra ở trường hợp bầu cử tổng thống. Tin tổng hợp, hình ảnh thảm thương của cậu bé 3 tuổi người Syria bị chết đuối giặt vào một bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ đã khích động các nhà lãnh đạo ở Âu Châu phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vụ khủng hoảng tị nạn. Pháp, Đức và Italy đã đưa ra lời kêu gọi chung hôm qua, đề nghị những số lượng ấn định bắt buộc về số người tị nạn áp dụng cho tất cả các quốc gia EU, để tránh tình trạng như đã xảy ra những cảnh hỗn loạn ở Hungary khi cảnh sát tìm cách buộc dân di trú rời khỏi một chuyến xe lửa, rời ga đi áo từ london thông tín viên voa henry richwell gửi về bài tường thuật bé trai đã chết mặc quần so và một chiếc áo thun mặc ốc xuống cát em cùng với anh trai và mẹ và nhiều người khác đã chết đuối trong khi tìm cách đến hy lạp hôm thứ tư bé trai tên là alan Cody, quê quán ở kobani syria cái chết của em đã mau chóng trở thành một biểu tượng cho sự thất bại của châu âu trong việc giải quyết vụ khủng hoảng, theo nhận định của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Di dân tiếp tục lên đường từ các bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ để đi Hy Lạp, tính có khoảng 23.000 người trong tuần trước. Như nhiều người đồng hương Syria, ông Muhammad al-Murati kể lại những câu chuyện khủng khiếp. Ông al-Murati nói nhà của ông, nơi ông đã dành cả đời mơ ước xây lên và đã xây bằng tiền bạc và công khó của chính mình, đã bị tiêu hủy bởi một bom thùng mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ném xuống từ một chiếc máy bay. Mọi thứ đã bị tiêu hủy, tương lai, quá khứ và hiện tại. Ông nói, Syria nay không còn nữa, tuyến đường đến Tây Âu, chạy ngang qua vùng Balkans và Hungary là nước từ chối không để cho người tị nạn đi qua. Các vụ xung đột bùng ra hôm thứ Năm khi cảnh sát chống bạo động ở Hungary tìm cách buộc mấy trăm di dân ra khỏi một chuyến tàu sắp lên đường đi áo. Các ký giả bị buộc rời khỏi khu vực. Hungary nói đó là vấn đề của Berlin, Đức, Pháp và Italia đều kêu gọi một sự phân phối bắt buộc và công bằng về người tị nạn ở khắp châu Âu. Khi đề cập đến em bé trai bị chết đuối, Tổng thống Pháp François Hollande nói đã đến lúc phải hành động. Bị chỉ trích vì từ chối không nhận một phần lớn hơn, Anh Quốc cho hay sẽ chưa toàn các nghĩa vụ đạo đức của mình. Tin Hoa Thịnh Đốn, Ngũ Giác Đài cho hay có 5 tàu quân sự Trung Quốc ở vùng biển Bering Sea ngoài khơi Alaska. Đánh dấu lần đầu tiên, quân đội Hoa Kỳ nhìn thấy chiến hạm Trung Quốc trong vùng. Phía Hoa Kỳ đã theo dõi hải đội này, gồm 3 tàu chiến đấu, một tàu tiếp tế và một tàu đổ bộ từ nhiều ngày qua. Nguồn tin này được tiết lộ trong khi Tổng thống Barack Obama chấm dứt cuộc viếng thăm kéo dài 3 ngày ở Alaska và trong lúc Trung Quốc chuẩn bị có cuộc diễn binh trọng thể ở Bắc Kinh để đánh dấu 75 năm ngày chấm dứt để nhị thế chiến. Ông George Ornest, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc nói với các ký giả thấp tùng, ông Obama rằng ngủ giác đài không thấy có dấu hiệu hay hành động đe dọa gì từ phía các tàu Trung Quốc, vốn hoạt động trong hải phận quốc tế. Ông cho hay ngũ giác đài tiếp tục theo dõi hoạt động của các tàu này, nhưng ý định của họ vẫn chưa được biết rõ. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai tuần này cho hay sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao một tàu phá băng mới cho tuần duyên Hoa Kỳ để giúp tuần tiểu vùng Bắc Cực. Phía Hoa Kỳ cũng lần đầu tiên vẽ hải đồ các biển Bering Jackie và Beaufort. Chúng ta tôn trọng việc các quốc gia khác có tàu chiến hoạt động trong phải phận quốc tế theo luật hàng hải quốc tế. Hải quân Trung tá Bill Urban, một phát ngân viên ngụ giác đài, cho báo chí hay, ngụ giác đài không tiết lộ vị trí của các tàu Trung Quốc, chỉ nói rằng họ hoạt động trong biển Bering giữa Alaska và Nga. Trung Quốc ở trong số các quốc gia muốn khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng cực Bắc. Các chiến hạm Trung Quốc xuất hiện ở vùng lãnh hải thuộc Hoa Kỳ khoảng 3 tháng sau khi một chiến hạm Hoa Kỳ thực hiện cuộc tuần tiểu kéo dài một tuần tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có hoạt động bồi đắp đảo và xây phi đạo. Một tàu hải quân Trung Quốc theo sát tàu này trong mấy ngày liền, ngụ giác đài gửi chiến hạm USS Fort Worth đến gần quần đảo Trường Sa để khẳng định quan điểm của Hoa Kỳ rằng đây là hải phận quốc tế và các tàu của thế giới đều có thể hoạt động. Tin Tokyo, phát ngôn nhân hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, Yoshihide Suga tuyên bố tại cuộc họp định kỳ ngày thứ Năm 3 tháng 9 rằng ông thất vọng về nội dung bài phát biểu của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại lễ diễn binh của nước này nhân lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày chiến thắng thế chiến thứ hai sự kiện mà hầu hết các nhà lãnh đạo tây phương đều không tham dự theo ông sự kiện này lẽ ra nên thể hiện sự hòa giải giữa nhật bản trung cộng và triều tiên và thực tế thì bài diễn văn của tập cận bình không hề phản ảnh điều đó truyền thông nhật bản nói rằng giọng điệu của tập cận bình trong ngày thứ năm đầy những lời chỉ trích về điều mà họ cho là quan điểm nhìn nhận lại lịch sử của người Nhật. Ông Suga cũng nói rất thất vọng vì Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã có mặt tại buổi lễ này. Suga nói rằng Liên hiệp quốc lẽ ra nên đứng về phía tự do nhân quyền, nền luật pháp và vấn đề hội nhập toàn cầu khi nhìn về lịch sử đặc biệt của quốc gia thành viên. Cũng theo Suga nước Nhật đang mong đợi Trung cộng sẽ tiếp tục công khai khả năng về quốc phòng sau khi ông Tập loan báo tại cuộc diễn binh rằng Hoa Lục sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ. Tin Geneva, Switzerland, các nhân viên điều tra tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc ngày thứ Năm 3 tháng 9 nói rằng người Syria đang bị kẹt lại tại các khu vực dân cư đang bị quanh kích và các tổ chức Hồi giáo bảo tàng trong cuộc xung đột cho thấy sự lan tràn của chủ nghĩa khủng bố tại đây. Phiến quân nhà nước Hồi giáo còn được gọi là ISIS, chiếm đóng phần lớn các vùng lãnh thổ miền Bắc và các tỉnh miền Đông Syria đang mở rộng vùng kiểm soát ở miền Trung và miền Nam, gieo rắc hoạt động khủng bố và tội ác chống nhân loại. Phúc trình điều tra cho thấy các vụ giết chóc, hiếp dâm và bắt cóc do các bên tham chiến gây ra trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 7 gia tăng mạnh mẽ. Căn cứ vào 355 cuộc phỏng vấn các nhân chứng và nạn nhân. Quân đội Syria và đồng minh Hezbollah đang chiến đấu chống quân nổi dậy trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua và Damascus duy trì sự tồn tại nhờ nhận được sự hiểm trợ về tài chính và quân sự của Iran. Syria đã đổ trách nhiệm cho các quốc gia mà họ gọi là kẻ thù của Damascus, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia. Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đang tiếp tục thả bom thùng xuống các vùng dân cư ở Aleppo, Diazo, al Diamakos và Dira, gây ra tai họa lan tràn khắp các khu vực. Paulo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban điều tra tội ác của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố tại cuộc họp báo rằng nếu không có sự cố gắng lớn lao của các tổ chức trên thế giới nhằm đưa các phe tham chiến tại Syria đến bàn hội nghị hòa bình. Tiểu cuộc xung đột kéo dài tiếp tục gây chết chóc, tàn phá trầm trọng trong tương lai. Tin Houston, một người đàn ông người Mỹ gốc Phi bị bắt vì bắn chết một sĩ quan cảnh sát da trắng ở tiểu bang Texas theo kiểu hành quyết trong một cuộc phục kích tại một cây xăng đã trình diện trước tòa án. Shannon Mouse bị buộc tội giết người cấp 1 trong vụ nổ súng bắn chết sĩ quan Darren Gofford, can phạm đang bị câu lưu và không được tại ngoại hầu tra. Giới chức nói ông Gofford đang bơm xăng tại một cây xăng vào tối thứ sáu tuần trước, thì một tay súng tiến lại gần từ phía sau và bắn vào đầu ông trước tiên. Sau đó tay súng bắn thêm 14 phát nữa và bắn hết cả băng đạn. Cảnh sát trưởng quận hạt Harris Ron Hickman, cho biết vụ tấn công rõ ràng là không phải do khiêu khích và cho rằng không có bằng chứng cho thấy ông Gofford quen biết Mouse. Ông cho biết những giả định là nghi phạm nhắm mục tiêu vào ông Gofford vì ông là cảnh sát. Các nhà điều tra nói rằng một loại vũ khí đã được thu hồi tại hiện trường và trùng hợp với vũ khí đã được ghi danh dưới tên của Mouse. Nghi phạm 30 tuổi này đã có tiền án tội phạm bao gồm xâm nhập trái phép và có hành vi gây mất trật tự. Một ngày sau khi vụ sát hại hôm thứ Sáu, cảnh sát trưởng quận hạt Ron Hickman cho biết những nhà điều tra đang cố gắng xác định xem liệu căn phạm có bị thôi thúc bởi lòng căm giận về những cái chết của một số thanh niên da đen trẻ tuổi không vũ khí trong tay của cảnh sát mà giới truyền thông đã đưa tin rộng rãi hay không. Ông nói những lời lẽ ngày càng nóng bỏng liên quan đến quan hệ giữa cảnh sát với công chúng Mỹ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Việt Nam và Philippines sẽ ký hiệp ước đối tác chiến lược. Theo tờ Inquirer, ngày 3 tháng 9, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho biết Phi và Việt Nam sẽ chính thức ký kết hiệp ước đối tác chiến lược trong cuộc gặp giữa giới chức cao cấp hai nước bên lề cuộc hội nghị APEC tháng 11 sắp tới. Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Phi, Trương Triều Dương cho biết dự thảo gần như đã được hoàn tất. Nó sẽ toàn diện hơn, có hiệu quả hơn trong mọi khía cạnh của mối quan hệ giữa hai nước. Tờ Inquirer trích dẫn lời đại sứ Cộng sản Việt Nam cho biết cả hai nước sẽ tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cả hai không chấp nhận và thách thức đường lưỡi bò, trung cộng, bành trướng trên gần như toàn bộ biển đông các cuộc đàm phán về hiệp ước đối tác chiến lược việt nam philippines được bắt đầu sau chuyến thăm phi của nguyễn tấn dũng trong năm ngoái sự leo thang của trung cộng trong việc theo đuổi yêu sách chủ quyền ở biển đông đã khiến các nước láng giềng lo ngại và dấy lên mối quan tâm từ hoa kỳ việc ký kết thỏa thuận về tương quan chiến lược cuối năm nay sẽ biến việt nam thành đối tác chiến lược lớn thứ ba của Philippines sau Hoa Kỳ và Nhật Bản là các nước mà Philippines đã tăng cường nhiều quan hệ quân sự trong thời gian qua. Philippines đang có sự bảo vệ của Hoa Kỳ nhờ hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ, đồng thời cũng là đồng minh lâu đời và quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong khu vực. Campuchia tuyên bố khép lại các tranh cãi về bản đồ biên giới với Việt Nam sau đợt minh sát thứ nhì về độ chính xác của các bản đồ mà chính phủ Phnom Pen dùng để phân định ranh giới với Hà Nội. Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Campuchia Hoa Nam Hon ngày 3 tháng 9 yêu cầu phe đối lập chấm dứt chính trị hóa vấn đề biên giới với Việt Nam sau buổi đối chiếu bản đồ của chính phủ với các tấm bản đồ thời thuộc địa mượn của Pháp. Ông Nam Hon nói giống như các tấm bản đồ mượn của Liên hiệp quốc hồi tháng trước. Các bản đồ lần này cũng tương đương với các bản đồ mà chính phủ dùng lâu nay. Ngoại trưởng Nam Hon khẳng định các bản đồ được nhà nước Campuchia sử dụng từ năm 1985 đến nay kể từ khi ký hiệp định biên giới với Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Hành động này nhằm đối chiếu các tố cáo của phe đối lập không chính xác vì cho rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen đã nhượng đất cho Việt Nam bằng hình thức dùng các tấm bản đồ giả, có vẻ thiên vị Việt Nam trong vấn đề biên giới. Ngoại trưởng Campuchia tuyên bố kết thúc vấn đề tranh cãi và cho biết sẽ không có thêm cuộc minh định đối chiếu bản đồ nào thêm nữa. Ông Nam Hồng cũng kêu gọi không nên để cho phe đối lập biến vấn đề biên giới với Việt Nam thành chiến dịch kích động nhân dân chống đối chính phủ. Tuy nhiên, nhà lập pháp Ujenrit, người dẫn đầu phái đoàn của đảng đối lập, tham dự buổi xác minh hôm thứ Năm, nói vẫn còn các nghi vấn rằng liệu các cột móc ranh giới trên thực tế có trùng khớp với các bản đồ hay không. Ông Chenrich cho rằng cần có các chuyên gia về bản đồ và các cuộc nghiên cứu độc lập để xác định rõ ràng Đảng Nhân dân Cầm quyền ở Campuchia đối phó mạnh tay với những chỉ trích từ phe đối lập cho rằng chính phủ của ông Hun Sen để cho Việt Nam lấn chiếm lãnh thổ giữa tháng rồi. Thượng nghị sĩ Hong Sok Ou của Đảng Remsenci -si bị chính quyền bắt giam với cáo buộc phản quốc. Ông Ou bị tố cáo là đã đăng lên Facebook một đoạn hiệp ước biên giới Việt Nam Campuchia 1979 là giả. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Tình Đốn. Chúng tôi là Tạ Cửa Hải từ thủ đô Washington và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính đến thứ Sáu, mùng 4 tháng 9, 2015. Dow Jones 16.102.38, week today trừ 3.25% và year today trừ 9.65%. Nasdaq 4.683.92, week today trừ 2.99% và year today trừ 1.10%. S&P 500 1921.22, Week Today trừ 3.40 và Year Today trừ 6.69%. Giá vàng là 1.121.80 một ounce và giá dầu thô 45.77 cent một barrel căn cứ và dữ kiện hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 9 2015. Có sự thay đổi không đáng kể. Giá sân 2 đô la 424 một gallon, theo công ty AAA thứ 6 mùng 4 tháng 9 2015. Giá sân đi xuống và đồng euro tương đương với một Mỹ 11 cent của Hoa Kỳ. Lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ năm mùng 3 tháng 9 2015, 30 năm cố định là 3.89% và 15 năm cố định là 3.09%, cả hai lãi suất đều đi lên. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ bảy 29 tháng 8 2015 có 282.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 12.000 so với tuần lễ trước đó tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2015, Mỹ có 2 triệu 257.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 9.000 so với tuần lễ trước đó. Đó là theo dự kiện từ Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2015. Kinh tế Mỹ đã cung cấp 173.000 việc làm mới trong tháng 8, thấp hơn con số trung bình 212.000 của năm 2015. Tỷ số thất nghiệp xuống mức 5.1% cho tháng 8, thấp nhất trong vòng 7 năm xuống còn gần một nửa kể từ cao điểm 10% của thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế vừa qua. Tổng sản lượng nội địa Cross Domestic Product GDP của Tam các Nguyệt thứ nhì đã lên mức 3.7%, vượt khỏi mức 2.3% của sự ước lượng. Kinh tế Mỹ Trong khi kinh tế Mỹ có nhiều tin vui, thì thị trường chứng khoán tuần này lại đầy dao động. Cả ba chỉ số đều đi xuống với Dow Jones mất trừ 3.25%, Nasdaq giảm gần trừ 3% và SP500 mất trừ 3.40%. Sở dĩ như vậy là vì thứ nhất, phúc trình về thị trường việc làm của Mỹ hôm thứ sáu mùng 4 tháng 9 2015 đã khiến giới đầu tư thêm hoang mang cùng với sự mơ hồ về quỹ dự trữ liên bang sẽ có thể quyết định tăng hay không tăng lãi suất trong tháng 9 này. Thứ nhì, sự lo ngại về tình trạng tiếp tục suy sụp của kinh tế Trung Quốc và hậu quả trầm trọng của nó đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Đó là chưa kể đến 6 ngày trao đảo của hai tuần lễ trước đây, thị trường chứng khoán Mỹ đã mất 2.100 billion trị giá đô la. Trong đó, trị giá chứng khoán của các công ty lớn thuộc nhóm S&P 500 đã mất hàng trillion đô la. Giới đầu tư hiện nay thường trực sợ hãi về ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế Trung Quốc đối với kinh tế toàn cầu kinh tế Mỹ vẫn có sức mạnh đi lên, mặc dù chứng khoán thì không. GDP của Tam Cá Nguyệt thứ nhì năm nay đã đạt mức 3.7%, là một bằng chứng hùng hồn của khả năng phục hồi kinh tế và tài năng quản trị kinh tế tự bản của Hoa Kỳ. Chuyên ngày thứ sáu, thị trường chứng khoán Nike 225 của Nhật xuống trừ 381 điểm 85, tức là trừ 2.15%. Hồng Kông Hang Seng mất trừ 90 điểm 62, 0.43%, London FTSE 100 giảm trừ 147 điểm 49, tức trừ 2.44%, và DAX của Đức mất trừ 272 điểm 21, tức trừ 2.71%. Theo nhận xét của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders thuộc Đảng Dân Chủ, thứ nhất, dữ kiện từ National Employment Law Project cho biết đã có 1.850.000 người làm việc lương thấp từ đầu năm 2014 nhiều hơn so với đầu cuộc khủng hoảng và giảm gần 2 triệu người trong giới lương trung bình và lương cao. Theo phúc trình của đại hội các thị trưởng Hoa Kỳ, lương trung bình trong thời kỳ kinh tế phục hồi 23% ít hơn trong thời kỳ đang bị khủng hoảng, nghĩa là 47.170 so với 61.637. Vì vậy, ứng cử viên dân chủ Bernie Sanders kết luận rằng những việc làm mới là những việc làm xấu, thấp lương. Giá dầu thô đã lên trên 45 đô la một barrel và giá xăng đã đi xuống trở lại. Giá xăng sẽ đi xuống nhanh hơn sau ngày 15 tháng 9 năm 2015, sau khi bắt đầu áp dụng công thức pha xăng cho mùa đông. Giới lái xe tại Mỹ sẽ tiết kiệm cả ngàn đô la một năm. Riêng 6 tháng đầu của năm nay đã tiết kiệm trung bình khoảng 550 đô la cho mỗi người lái xe. Theo dữ kiện mới nhất từ công ty Challenger Gray and Christmas, các công ty Mỹ tiết lộ có ít nhất là 86.405 việc làm đã bị cắt giảm kể từ tháng 6 2014, khi giá dầu đi xuống. Đồng đô la vẫn còn cao giá so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và các đơn vị tiền tệ khác trên thế giới sẽ hấp dẫn người Mỹ đi du lịch nhiều hơn. Trong khi lợi nhuận của các đại công ty dầu và các công ty sản xuất và xuất cảng hàng hóa Mỹ đã đi xuống trầm trọng trong một năm qua. Thị trường địa ốc trong tháng 8 của năm 2015 cho thấy dấu hiệu cải thiện với mức độ tùy theo địa phương. Tuần này, lãi suất mortgage đi lên. Madame Christine Lagarde, tổng giám đốc điều hành của IMF International Monetary Fund, đã gửi văn thư cho đến các tổng trưởng tài chính của khối G20 đang tham dự hội nghị tại Turkey tuần này khuyến cáo nên tiếp tục chính sách yểm trợ phát triển kinh tế vì sự phục hồi đang còn yếu kém. Bà còn nói quỹ dự trữ Liên bang Mỹ nên chờ đến năm 2016 hãy quyết định việc cho tăng lãi suất. Chưa ai biết chắc quỹ dự trữ Liên bang sẽ quyết định thế nào về ý định cho tăng lãi suất trong tháng 9 này hay không. Kinh tế thế giới Sau hơn hai thập niên phát triển ồ ạt, à, ngày nay Trung Quốc đã để lại những ấn tượng rất tiêu cực cho thế giới xuyên qua các chính sách, văn hóa, uy tín khả năng quản trị, tham vọng xâm lăng và ưu tiên quân sự hiện nay. Trung Quốc đang phải đối đầu với tình trạng khó khăn và hỗn loạn từ chính trị đến kinh tế và quân sự. Mặc dù vẫn còn tiềm năng để duy trì và cải thiện, nhưng Trung Quốc đã và đang bước dần vào thời kỳ suy thoái lâu dài. Tại Trung Đông, các quốc gia xuất cảng dầu thuộc khối Ả Rập OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, sau 9 tháng quyết định không thay đổi mức độ sản xuất dầu thô, mặc dù giá dầu đã từ hơn 100 đô la một barrel một năm trước đây xuống còn dưới 50 đô la một barrel hiện nay, đang phải đối diện với những phức tạp và khó khăn về việc giảm ngân sách chi tiêu 10%. Dầu vậy, nhóm OAPEC vẫn tiếp tục chính sách giữ thị trường thay vì cắt giảm mức dầu sản xuất để tăng giá dầu và mất thị trường. Tổng thống Putin cũng vừa tuyên bố trong tuần qua rằng Nga cũng sẽ giảm số lượng dầu sản xuất để tăng giá dầu, hậu quân bình ngân sách. Kinh nghiệm trong cuộc khủng hoảng dầu của thập niên 1980, OPEC đã phải mất hơn 8 năm để có thể lấy lại thị trường dầu đã mất. Tại Nam Mỹ, Brazil đang phải đối đầu với nạn phá giá của tiền tệ, tỷ số thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khoán xuống 20% so với năm trước, công ty dầu của nhà nước hiện đang suy sụp vì nạn tham nhũng và tình hình kinh tế chậm chạp tại Trung Quốc và bà Tổng thống Dilma Rousseff chỉ có 8% dân chúng tín nhiệm. Brazil đang đi sâu vào cuộc khủng hoảng. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Từ trai cây quỷ, hộ trì tam bảo, chùa Phước Thành. Phát tâm tam bảo cúng dường, nguyện cho chính Pháp, mười phương rạng ngời. Vào ngày Chủ nhật, 18 tháng 10 năm 2015, lúc 6 giờ chiều đến 11 giờ 30 tối, tại nhà hàng Thần Tài, điện thoại 703 538 3333. Địa chỉ 6249 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia, 22044. Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý Phật tử và quý mạnh thường quân nhiệt tâm tham dự tạo cơ duyên đóng góp công đức cúng dường Tam Bảo. Sự hiện diện của quý vị là niềm khách lệ lớn cho bổn tự trên bước đường phụng sự đạo pháp, tạo phúc lợi chúng sanh. Với sự đóng góp của hai ca sĩ Hoàng Vũ và Lê Uyên Nhi, Hội Petruski miền Đông Hoa Kỳ kính mời quý thầy cô, quý đồng môn, quý hội đoàn, quý thân hữu đến tham dự giả tiệc và giả vũ Thu Hội Ngộ 3 2015 tại nhà hàng Waterfall at Fair Oak 12.025 Lee Jackson Memorial Highway Fairfax, Virginia 22033 điện thoại 703 352 3200 Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2015 từ 7 giờ chiều đến 12 giờ sáng. Hãy đến với ca sĩ Vương Dung, giọng ca vàng 2012, trung tâm Asia để thưởng thức những tình khúc vượt thời gian, gợi nhớ quê hương. Cùng với những ca sĩ hàng đầu vùng Hoa Thịnh Đốn. Tiền lời sẽ dùng cho giải khuyến học, Petrisky cho các em học tiếng Việt của trường Việt ngữ Thăng Long

Nguyễn Thanh Liêm bảy 913 ba Ban tổ chức trân trọng kính mời.